Đại vương. Ta đã bảo ta không phải đại vương của các ngươi rồi. Không hay đi đại vương, quên bọn ta hay sao? Hai mặt của ngươi làm sao mà ta quên được, một con cáo một con cú. Nhưng mà ta nói rồi, từ bây giờ ta không làm đại vương nữa. Đại vương, đại vương ở với con người nhiều, ăn thịt lợn, quên bọn em rồi sao? Câu này nói rồi. Đại vương, hãy quay trở về dẫn dắt bọn em như ngày xưa. Nếu các ngươi muốn theo ta thì hãy cải tà quy chính đi, đừng làm điều ác nữa. Đại vương nói nhẹ không nghe, cứ muốn bọn em dùng vũ lực cả. Hey, bắt đại vương về. Anh Trung ơi. Hả? Chúng mình cứ lận lờ ở đây làm gì ấy? Chị, tôi lận lờ ở đây làm gì? Mà không có Hồng và Nhi chơi, buồn nhở? Mày buồn, anh không buồn. Thì bây giờ biết là buồn, nhưng mà bây giờ chơi cái gì cho nó vui được anh nhở? Buồn vui đúng không? Vậy để anh kể cho mày câu chuyện buồn nhé. Và một ngày nọ, anh đi nghênh ngang từ kho bạc của Thiên Đình đi ra, cầm hẳn 100 triệu trong tay. Anh nhắm mắt trong vòng 3 phút. Đố mày, anh còn cái gì? Vẫn cầm ở đấy. Thì cái số tiền mà anh vừa rút ở kho bạc Thiên Đình ra thì nó vẫn còn nguyên 100 triệu. Đã mua cái gì đâu. Thời buổi này ấy, mày cầm một đống tiền mà nghênh ngang ra ngoài đường ấy thì chỉ còn cái nịt thôi. Còn tiền chứ sao lại còn mỗi cái nịt hả anh? Thì mày bị trộm hết tiền rồi. Thì chả còn cái nịt thì còn cái gì, mà là cái nịt bằng tiền ấy. Anh thì toàn nói chuyện vớ va vớ vẩn này. Thôi anh đi trong một đào đi, em đi tìm đi chơi. Mày đi thì em cũng cứ đi chơi. Đại vương vẫn ngoan cố như vậy thì chúng em phải dùng bảo vật thôi. Đại vương à? Các người mạnh vậy mà bảo vật các người để đâu ra? Cảm ơn đại vương quá khen. Quãng thời gian đại vương sai bọn em đã cứu được thứ này ở trên núi Côn Lôn. Thế còn bây giờ đại vương có trở về với bọn em không? Ta nói rồi, ta nhất quyết ta không về. Các người về đi. Có vẻ đại vương vẫn rất ngoan cố. Thế thì bọn em là phải cưỡng chế đại vương rồi. Thôi dừng tay, đại vương không chạy được xa đâu, đuổi thôi. Ôi, này Hồng Nhi, cái gì đấy? Hai con tiểu yêu này, con cá con cú này, các người dám lại ăn trộm đào của ta? Tuyệt, thằng danh con này, để tao xử lý nó. Này, mày nhìn thấy nó có ngon không? Nhìn cũng thịt thơm đấy. Hai tiểu các ngươi đang đầm bầm cái gì đấy? Này, hai các ngươi có biết đây là đâu không? Đây là vườn đặc tiên của Thái Thượng Na Quân nhá. Hồn hồn thì tước, nếu không thì... Tước lắm. Chúng ta không tước. Mà chúng ta không phải là động vật ăn chay. Tao ăn thịt người không? À, bướng à, đã thế tao cho các ngươi chuỗi lông. Mũi đổi đốt đi nốc à? Còn bướng với đại tướng à? Ê, tao nhầm, bướng với yêu quái à? Xem đây. Các người cũng được đấy. Đã thế thì chạy. Cái thằng cu con này trông nhát gan thế mà chạy nhanh phết nhở. Đuổi. Được rồi. Ê, biến cho nó nhanh, đuổi bây giờ tới đây. Ê Hồng Nhi, đi đâu mà vội vàng vàng thế? Không được, mình không thể để cho Hà Tiêu biết cái thứ yếu đang đến tìm mình. Tôi đang vội về nhà, anh Công đang gọi tôi về. Ui giời, anh Công gọi thì có gì đâu mà vội. Cậu cứ đi chơi với tớ đã, xong một tí về nhà nếu mà anh Công có hỏi thì cậu bảo là cậu đi chơi với tớ. Đi chơi á? Nhưng không được, mình phải đi chơi với Hà Tiêu. Lũ tiểu yêu nó tìm đến, Hà Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Không được. Tôi không đi đâu, cậu đi một mình đi. Anh Công gọi tôi về rồi, gấp lắm. Thế cậu không đi với tớ thật á? Không, tớ về đây, cậu đi chơi đi. Cái gì mà vội vàng thế nhỉ? Hồng Hoài Nhi không đi chơi với mình, thế là phải đi chơi với anh Dung à? Chạy đi đâu? Các anh, vừa nãy là em hiểu nhầm đi thôi. Các anh làm gì mà căng thế? Các anh đi đi. Mẹ, hay là tha cho nó? Tha cho nó? Lấy cái gì mà ăn? Đưa tao mượn bùa.
Đập nó nhiều nhão gì đâu. Không sao. Đỡ nó thôi. Đưa nó về. Trương Trời ơi. Anh Trương Trời. Anh Trung ơi. Đi đâu nhỉ? Hôm qua vườn đào mà đi đâu? Tôi đứng đây đợi tí. Lúc nãy mình có đi ngang qua Trung Chuối, không biết Trung Chuối có gặp chuyện gì không nhỉ? Không được, mình phải quay lại xem bây giờ. Tả tao ra, các ngươi định làm gì ta? Tất nhiên là ăn thịt rồi. Này, à, luộc hay là hấp? Luộc cũng không được, hấp cũng không được. Nhìn thế này, phải dán cho nó đứng ấy. Được, dán người lên. Béo quá, béo quá. Ấy, thịt ta không ăn được đâu. Hồi năm mà có độc đấy. Muốn ăn á, phải đến chỗ Thái Thượng Lão Quân để mà xin đức thánh, để cho tắm rửa sạch sẽ, các người mới ăn được không? Nghe cũng có lý phết nhỉ. Sạch thì ăn sẽ ngon hơn. Người đừng có bốc phét, người đừng có mồm điêu. Lên chỗ Thái Thượng Lão Quân để ông ấy đánh bọn ta tan xác à? Dễ bị lừa đâu. Mà nhá, với cái tài nấu nướng của ta ấy, thì người thịt hồi phải thơm hết. Hà Tiêu ơi. Hả? Anh Trung đâu rồi? À, anh Trung nhà tớ. Đi đâu rồi? Tớ đang chờ mãi không thấy. Cậu không biết anh Trung ở đâu á? Thôi xong rồi, có khi nào anh Trung bị lũ tử dấu bắt được rồi không? Hà Tiêu ơi, cậu ở đây đợi anh Trung đi nhá. Tớ đi có việc đây. Vừa nãy anh bảo là về anh không nhiều công việc, xong giờ lại đi công việc. Cả anh Trung cũng đi. Hôm nay như thế thì nó nhé đánh mình thì con người giờ thật là béo, nhiều mỡ quá. Giảm cân đi. Cửa động đóng kín như thế này, chắc chắn đã bắt được anh Trung rồi. Mấy tên tỉ yêu kia, nó ra đây. Cái gì vậy? Có người đi cứu ta rồi. Im ngay. Cứ đứng như đấy. Đợi ta. Đi. Là kẻ nào? Đại vương. Đại vương. Các người vẫn còn nhớ đến ta à? Có phải các người vừa tìm được một con mồi đúng không? Ôi dồi ôi, đại vương thính thế. Bọn em vừa mới bắt được xong, đã đến đây luôn được rồi. Ui, mời đại vương vào. Mời đại vương vào. Đại vương bên này. Này, dậy đi. Hồng Nhi, cứu ta. Cứu cái gì? Ta quen biết ngươi à? Có phải con mồi mà các ngươi nói đây không? Đúng rồi đại vương. Hồng Nhi, sao? Sao em lại đi theo bọn chúng? Thế thì ngươi có mắt như mù rồi. Đây chính là đại vương của bọn ta. Đưa bố lại tổ cho nó phát nữa. Cậu đấy. Từ từ. Hóa ra đây là bộ mặt thật của ngươi. Uổng công bao lâu nay anh em ta tin tưởng ngươi và cứu ngươi bao nhiêu lần, đủ phản bội. Hà Tiêu, cứu anh. Hà Tiêu. Hà Tiêu, cứu anh. Anh Trung, tiếng của anh Trung. Anh Trung đang bị gặp nạn. Mình cảm nhận anh Trung đang ở trong này. Chắc chắn là bị bọn yêu quái bắt đi rồi. Bọn yêu quái kia, mau ra đây. Cái gì vậy? Em gái bọn ta đến rồi, mọi người hãy đợi đấy. Bọn ta không sợ đâu. Đến giờ này các người còn to mồm mà không tả nó ra, các người chết em gái ta. Người đừng to mồm. Đại vương của ta hơi bị lợi hại đấy. Đại vương, theo em ra xử lý nó nhá. Cũng được, hai người đi xử lý đi. Để ta ở đây trông hắn, không ai sẽ có thể ra. Không phải trông, dây bọn em buộc chặt lắm rồi. Đi theo bọn em thôi. Biết, đi nhá. Cứng vậy chứ. Người dám đến đây làm loạn à? Hồng Anh Nhi. Lão tẹt, người còn dám gọi tên đại vương ta. Đại vương, để em xử lý. Mày nói đi. Hồng Nhi, tại sao? Tại sao con lại làm như vậy? Thôi, bọn em đánh là đủ rồi. Không cần đại vương nữa. Mà này, đại vương quen nó à? Hồng Nhi, tớ không ngờ cậu là một con người như vậy. Uổng công bao lâu nay, tớ tin tưởng giúp đỡ cậu. Hai này kia, bố thả chúng ta ra. Nó nói nhiều quá đại vương. Mày, để em. Người làm sao có thể thắng được bảo phòng của ta? Đúng rồi. Đại vương, để em cho nó ăn được. Không ăn. Người đưa bảo vật đây, để chính tay ta xử lý nó. Được, em nhường cho đại vương. Các người ở yên đây đi. Vâng.
xong rồi. Hồng Hải Nhi, cậu dừng lại đi. Nào bây giờ không còn là Hồng Hải Nhi nữa. Bây giờ ta là đại vương của lũ tiểu yêu. Muốn ta dừng lại à? Không bao giờ. Đại vương, sao lại tôi lại làm như vậy? Hồng Hải Nhi, tại sao cậu không đánh tớ? Mình về phe của cậu, làm sao mình đánh cậu được? Chúng mình đã bạn cơ mà. Đại vương, sao ra đại vương lại phản bội à? Trả cái bảo bối đây. Hồi Nhi, Hồi Nhi, mà chuyện là thế nào vậy? Mà cứu anh Trung đã. Anh Trung. Điều. Anh có sao không? Sao đi cùng Hồi Nhi? Anh Trung, anh hiểu nhầm em rồi. Nhưng chuyện không phải là như thế đâu. Anh Trung, mà chuyện không phải như vậy đâu. Người còn chối cãi được à? Chính mắt ta nhìn thấy người đi cùng hai tên kia cơ mà. Đã bảo là không phải mình. Em biết bọn chúng đánh anh, nhưng mà em không thể đánh lại bọn chúng được. Tại vì bọn chúng có cái này. Thật chứ? Ê, đúng rồi anh ạ. Lúc đấy Hồng Ấy cầm cái búa kia xong đập cho hai bọn kia tan tành với khói luôn. Đúng rồi, em chỉ giả làm đại vương bọn chúng thôi. Nãy em có nói gì với anh thì anh đừng giận em nhá. Mày làm anh đi sợ hết rồi. Đây, cho cái em bút này ạ, cảm ơn vì đã cứu anh. Em gì? Đi đây. Rồi. Mau đi về. Dạ. Đi.